Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhá. Hôm nay em sẽ gửi đến tất cả quý anh chị và các bạn một cái lô đất khá rẻ, khá đẹp là đất xào 5.274 m². Em báo giá luôn, chứ bữa giờ các anh chị cứ bình luận. Nói chung là hầu như khách hàng em thấy là các anh chị khách hàng mà thực tế là anh chị sẽ không có bình luận ở trên đó mà gọi điện thẳng cho em luôn, hoặc là các bạn Zalo để hỏi. Còn hầu như mà các anh chị mà cứ bình luận trên đó là hầu như em thấy là không có thực tế. Tại vì cái việc mà ví dụ như mà em không đăng giá thì em cũng có nói rất là nhiều lý do rồi. Có thể là vấn đề về marketing nè. Nếu mình không đăng giá thì các anh chị sẽ gọi điện nè, hoặc là anh chị sẽ kết bạn Zalo thì mình sẽ có cái tệp khách hàng. Đó là nghệ thuật marketing. Hoặc là cũng có nhiều lý do, ví dụ như là anh chị chủ đất đưa ra cái giá rất là cao nhưng mà em đã làm được cái giá, ví dụ anh chị đưa ra đến em là 3 tỷ đi. Em nói không, cái lô này anh chị đưa em giá 2,3 tỷ thì em bán được, còn không thì thôi em không có quay. Thì anh chị nói ok, thì những cái giá đó em không thể đăng được. Tại vì nếu như mà đăng cái giá 3 tỷ lên thì cao quá, anh chị không gọi nè. Còn đăng cái giá 2,3 tỷ lên thì anh chị chủ đất sẽ trách em. Đó, nên em có nhiều lý do lắm. Nói chung là còn về vấn đề uy tín đó, thì anh chị đây, em hiện tại đang là trưởng nhóm của gần 600 thành viên môi giới và các nhà đầu tư tại tỉnh Đắk Nông, nên tất cả mọi thông tin mà em đưa ra cho anh chị đều rất là chính xác, kể cả tất tần tật. Nói chung là những cái nào em làm đều là thông tin từ A đến Z hết, anh chị chỉ cần vào coi rồi chỉ cần cảm nhận cái đất nó sinh thế nào thôi. Hầu như khách hàng em là đều cọc online hết rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái website top 10 Đắk Nông của em luôn nhá. Hầu như là em review tất cả mọi cái thông tin như là nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nhậu, công ty dịch vụ, đầy đủ từ A đến Z luôn, có cả vị trí luôn ở trên nó luôn anh chị. Nên anh chị cứ yên tâm, lên đây mà anh chị cần tìm cái thông tin nào thì anh chị cứ vào website của em top10daknong.com. Rồi cái thứ ba nữa đó là về danh sách phát. Em có 5 cái danh sách phát đây, thì tương lai em sẽ làm thêm nhiều danh sách phát nữa, ví dụ như là đất kênh trái đi đó, rồi chia ra ở trong cái phần thác suối thì em sẽ để phần thác riêng rồi suối riêng đó, ví dụ vậy. Nhưng mà đó là trong tương lai. Rồi là những cái về danh sách phát, về phân tích video nữa. Rồi cái thứ tư đó là chi tiết của video. Đây, anh chị nhìn cái thời gian nó 0 phút 1 giây rồi này nọ đó, đó là giống như kiểu cái phụ lục của trang sách đó. Anh chị nhấn vào đó là tự nhiên ở trên YouTube nó hiện ra cái thời gian cụ thể đến cái chi tiết của video. Ví dụ như là ở trên nó là 1 phút 20 giây, nó sổ hồng, anh chị nhấn vào đó một cái là ra được sổ đó, anh chị coi luôn. Hôm nay mới gửi đến tất cả quý anh chị các bạn một cái lô đất đó là 5.274 m², trong đó có 38 m mặt tiền đường đất hiện trên sổ nhá. Nhưng mà cái đường đất này là bê tông gần đến nơi rồi, không biết sao trong này chưa làm bê tông. Có thể em nghĩ những cái đường bê tông là nhà nước làm chứ dân họ không bỏ đâu. Và dân trong này cũng đông nha anh chị nhá, khu dân cư đông á, có 38 m mặt tiền đường đất hiện trên sổ. Ở sau là suối nhá, mà cái người dân lâu đời đây á thì họ sẽ ngăn cái suối lại để làm thành hồ. Đây là cái mùa khô mà nước vẫn nhiều nha anh chị nhá. Và cái quan trọng đây là cái hồ này là hồ nước thông. Đó, cái khái niệm hồ nước thông và hồ nước động thì ngày xưa em có làm một cái video để mà nói với anh chị rõ về cái thông tin đó rồi, hồ nước thông và hồ nước động. Cái thế đất ở đây á, thì thế đất nó thoải nha anh chị nhá. Nói chung là không có dốc đứng nhưng mà nó thoải xuống. Nói chung lô này thứ nhất là rẻ, thứ hai là nếu mà như cái này thì giá nó ok đó anh chị. Thế đất thoải đó, chất đất đỏ ba gian, khu đông dân cư, đường thị dân sổ, có suối sau đất, ô tô vào tận nơi. Đó, đây là những cái thông tin sơ bộ. Rồi tiếp theo đó là cái sổ. Đây, nó thuộc thôn 6 Đắk Ha nha anh chị nhá. Nó cách trung tâm tầm 15 km anh chị. Đó, đây là cái trang trích lục đây, có cả chiều dài rồi chiều ngang ở trên nó luôn. Rồi tiếp theo là cái phần quy hoạch. Đây, em có vẽ cái phần quy hoạch lên đây rồi, biết sao em vẽ xấu dữ rồi. Anh chị thông cảm đó. Phần quy hoạch đây là đất trồng cây lâu năm nha, ở phía sau là suối lớn đó anh chị, nhưng mà họ bây giờ họ đắp đập lại để mà làm hồ làm hiếc này nọ rồi. Thì cái phần mà hồ của mình á, mình có một cái hồ này thì không làm sổ được nha anh chị nhá, tại vì đó là cái suối. Đất mình là ngoài cái hồ ra thì đất mình là 5.274 m² á, còn thêm hồ này thì nó nhiều hơn, chắc 5.500. Rồi về cái khoảng cách đây mình sẽ đi từ trung tâm nhá, em tính từ trung tâm thành phố Gia Nghĩa luôn. Còn nếu mà tính từ Đắk Ha thì nó gần, trung tâm xã Đắk Ha thì nó gần òm mà. Nhưng mà mình đi từ trung tâm Gia Nghĩa cho anh chị cảm nhận được cái thông tin này. 15,1 km. Rồi thì mời anh chị coi về cái video phía bên dưới. Đây cái đường vào đây anh chị. Đó. Cái đường mà lúc nãy em chỉ đó là cái đường đi chung nhá. Điện thì điện đóm đầy đủ, điện 3 pha, nói chung là vào trong đất mình luôn anh chị. Đó, đây là cái mặt tiền. Cái đường thứ hai này là đường của người ta nhá, mình là sát cái mép đường đó thôi. Rồi tiếp theo thì em sẽ đi xuống từ ngoài đó, em sẽ đi xuống cái đường này, đường chung nha anh chị nha, đường chung giữa hai bên. Cây cối thì lô này nó không có được đẹp đâu, cây này chắc bỏ lâu năm rồi, thì cà phê bây giờ nó còi cọc như kiểu là bị suy dinh dưỡng á. Cái thế đất này thoải đó anh chị. Đó, còn điện nước thì anh chị nhìn ở trên đó, điện nước đầy đủ, nói chung là không thiếu cái gì đâu. Còn đây cây cà phê suy dinh dưỡng này em quay cho anh chị đây. Đó, chung là cũng có cà phê nhưng mà đội bóng cà phê này thì hơi gầy. Rồi em sẽ đi xuống dưới để quay cho anh chị cái hồ. Đây cái hồ mình đây, mình có một cái hồ nha anh chị nha. Đó, phía sau này cũng khá đẹp á. Rồi mời anh chị coi thêm về video flycam nhá. Anh chị yêu quý em thì cho em vui lòng cho em xin một like, một follow để mà kênh ngày càng phát triển. Sau này em đăng video mới thì anh chị sẽ nhận được video ngay lập tức luôn. Với lại có những cái video thì anh chị coi vui nè, coi tham khảo nè. Tại vì Đắk Nông thì nó cũng khí hậu nó cũng ôn lành, nó mát mẻ, như kiểu nó nóng hơn Đà Lạt một chút xíu thôi, nhưng mà gọi là nó mát thua Đà Lạt một chút xíu thôi. Đó, đó là câu chuyện nó như vậy. Nó mát thua Đà Lạt một chút xíu thôi. Nói chung là vẫn mát mẻ quanh năm đó anh chị. Tối về mà anh chị lên đây là ở Đắk Nông là sau này cũng gọi là thành phố tình yêu đó anh chị. Tại vì anh chị lên đây mà nó nóng quá, nó lạnh quá rồi hai vợ chồng mà đang giận nhau thì lên đây, cứ lên đây hai vợ chồng tình nhân cặp đôi hay vợ chồng gì mà đang giận nhau cứ lên đây, lạnh quá phải ôm nhau thôi chứ biết sao được. Đó. Rồi mời anh chị tham khảo video flycam nhé. Em chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé.